cùng banh chấm điểm hai em túi mới tậu này nha. Đầu tiên là em túi trắng này này. Bình thường thì mình toàn túi ngắn hẳn hoặc là dài hẳn, nên đây là một chiếc túi có độ dài mà mình đang cần. Form túi chắc chắn, cứng cáp, không hề ọp ẹp một tí nào nha. Ưu điểm nhất của cái túi này là rất là rộng luôn. Túi có cả ngăn bên trong và ngăn bên ngoài. Để xem mình sẽ đựng được những gì với cái túi này nha. Khẩu trang thì mình để ngoài cùng cho dễ lấy này. Bên trong thì bỏ vừa một quyển sổ luôn, một cái ví, ti tỉ loại son mang theo cái kép tóc, hộp lens nữa, cả một hộp phấn và thậm chí nó còn bỏ thêm được cả một cái máy ảnh nhưng vẫn đóng lại ngon ơ luôn nha. Đây là cái túi mà mình sẽ dùng trong những hôm mà mình cần phải mang nhiều đồ như là đi cà phê làm riêng chẳng hạn. Vừa thời trang, vừa tiện dụng và rất là rẻ. Tiếp đến là em túi đen này nha. Chắc mọi người sẽ thắc mắc sao mình mua túi này vì nó quá đơn giản đúng không? Nhưng không hề nha, đây là bí mật này. Túi này có một cái quai đeo bản to rất là xinh. Mình thì cực kỳ thích đeo túi quai bản to. Thêm đó là một cái ví tròn nhỏ đi kèm để gắn vào quai. Để mình gắn vào cho các bạn xem nha. Tất cả những cái chi tiết này sẽ giúp cái túi trở nên cá tính hơn. Với cái ví xinh xinh gắn ở đây thì mọi người có thể bỏ vừa thỏi son nha. Lúc mở cái ví này ra mới biết trong ví này còn có một cái quai ngắn nữa. Nhiều chi tiết thật sự. Với những chi tiết này thì các bạn hoàn toàn có thể đeo theo ý mình nha. Tính đâu đó là có 5 chi tiết mà chưa đến 90k thì không biết người ta có lời không nữa. Thôi đến đây là hết video rồi. Mãi yêu các bạn nha. Sai lầm của tuổi trẻ là cứ thấy túi đẹp là đòi múc ngay. Xem thử đã nhá. Tôi có hai chiếc túi ở đây luôn. Đầu tiên là một con túi tôi nghĩ không còn xa lạ với anh em đúng không? Mình sẽ đặt tên chiếc túi này là gia đình khủng long. Con này có form dáng cứng cáp siêu xinh luôn đó mọi người. Nhìn mấy cái mặt con này dễ thương không? Em này thì mình nghĩ nam và nữ cũng đều đeo được nha. Đã thế còn mặc gì cũng hợp chứ. Trừ một điểm. Con thứ hai là một con túi trắng kiểu basic thì rất là xinh luôn. Chất vải canvas khá là dày dặn. Úi giời, đeo lên xinh chưa anh em ơi? Túi này các bạn có thể mang đi chơi hoặc là đi học thêm. Đặc biệt là em này khá là rộng, có thể đựng được rất là nhiều thứ. Nhưng mà không đựng được hết tình cảm tớ dành cho cậu đâu. Có vẻ mấy bà quan tâm cái đôi bốt này nhở? Mà lại đúng cái đôi mà tôi ghét nhất luôn. Biết vì sao không? Tôi mua 1 năm rồi mà nhìn nó cứ như mới ấy. Thế này thì bao giờ tôi mới được mua đôi khác? Nhưng mà vẫn phải công nhận là cái chất lượng của nó đỉnh thực sự mọi người ạ. Tôi chưa bao giờ đi một cái đôi bốt da nào mà nó êm như này luôn ý. Và cái phần cổ của nó kiểu không quá cao nên sẽ hợp với những cái bạn nào mà chân ngắn như chân tôi nha. Tôi là cái đứa đi giày cực phá mà tôi đi cái đôi này hơn 1 năm rồi mà không có một cái vấn đề gì luôn ý. Đấy, nhìn tổng thể đi, nhìn đẹp mà đúng không? Đẹp, tôi là tôi thấy quá đẹp luôn ý. Trời ơi, tôi lại vừa tìm được một quả giày siêu cute dành cho các cặp đôi luôn. Mình nói thế thôi nhưng mà bạn đã không có người yêu thì mua đi một mình cũng được. Có tăng tất và móc khóa đấy. Và đây chính là hình ảnh full HD về đôi giày mà tôi review hôm nay. Phần da thì ở mức tạm ổn và có độ đàn hồi tốt. Nhưng mà chết rồi, giày lên dáng chân cứ bị cute. Đôi này thì các bác mặc quần hay là mặc váy thì nó cũng đều bị xinh nhá. Bạn nào đang tìm bốt đùi thì vào đây nhá. Cái khâu gói hàng quá là cẩn thận nhưng các bạn không xem đến cuối video sẽ hối hận đấy nha. Cái shop này là tặng nhiều khẩu trang nhất mà tôi từng mua này. Khúc này nhìn thấy giày thôi là tôi đã thấy xịn sò lắm luôn rồi ý. Đôi này tôi mua là 4 đến 5 phân nhưng mà cảm giác nó chỉ được 3 phân thôi ý. Biết thế này lấy hẳn đôi 7 phân luôn. Chất da lộn như các đôi giày bình thường khác. Đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn, không thấy vết keo nào luôn. Lên chân nhìn xinh không các bạn? Cứ phải gọi là cho em này 10 điểm nhá. Nó có dây rút điều chỉnh đằng sau ấy nên là ôm chân lắm. Vừa ấm vừa êm lại còn vừa đẹp nữa chứ. Biết đâu được đây sẽ là một đôi bút da mà bạn sẽ cần đấy. Em này cao khoảng 4 phân, chất da siêu mềm mịn luôn. Nhưng mà không có lót lông ở bên trong đâu nhá. Bạn nào mà thích dáng mũi nhọn thì mình đảm bảo đây sẽ là một lựa chọn hợp lý luôn. Em này chất mềm thật đấy nhưng các bạn không lo nhăn cũng chẳng sợ bị tuột đâu nhá. Tôi thề là em này đi lên cứ phải gọi là xinh hết nước chấm luôn. Lâu rồi mới sắm giày mới. Tôi khá là khó tính trong việc chọn giày. Có giày là phải có tất, màu và form chuẩn hình luôn nhá. Đế giày 4 phân, đúc bằng cao su nguyên khối. Còn một ít chỉ thừa này. Để tôi thử đi xem có thoải mái không nhá. Tôi ghét đi giày phải tháo giày lắm. Thoải mái phết các bà ạ. Ôm chân cũng ok, chạy nhảy vô tư. Tổng kết, màu đẹp, form đẹp, ôm chân. Nhược điểm, còn một ít chỉ thừa và cái mũ chân nó không được mềm cho lắm. 9/10. Đây là chiếc túi mà tôi mua đi mua lại rất rất nhiều lần. Ngày xưa tôi đi học tôi chỉ dùng túi này thôi. Kiểu nó siêu rẻ mà bền ấy. Chất vải thô khá là dày. Hình nghiên cực kỳ chắc chắn. Cái túi nó siêu rộng nhá. Máy tính vẫn có thể cho vào được luôn. Đúng là không đùa được đâu nha mọi người ơi. Tôi mới sắm được em ví này có họa tiết trăng sao. Thấy bảo là xua đi được vận rủi và mang lại may mắn đến cho mình. Một hãng cực kỳ nổi tiếng ở Hồng Kông mà đến hôm nay tôi mới biết luôn ý. Shop bọc hàng thì siêu cẩn thận mà còn được tặng thêm một em thỏ siêu đáng yêu nữa này. Và đây nhân vật chính của chúng ta đây nhá. Ví có 3 màu cơ, màu nào cũng xinh nhưng mà tôi chọn màu vàng cho nó hợp mệnh ý mà. Đặc biệt là em này siêu nhiều ngăn luôn nhá. Các bà nhiều tiền lắm thẻ dùng em này là chuẩn bài rồi đúng không? Chất làm bằng da bu nên là khỏi phải bàn luôn rồi. Nói chung là tôi cho em này 10 điểm. Cầm đi đâu đảm bảo ai cũng phải hỏi luôn. Lần đầu tiên tôi múc đôi giày này. Mấy năm gần đây là hot kiểu này lắm luôn ý. Giày cho trong túi luôn này. Giày làm bằng da lộn nhá. Sờ khá là mịn, form khá là ok. Có dây rút để buộc. Bà nào chân bé như tôi thì khỏi lo. Đế khoảng 4 phân nhá. Trời ơi nó dài qua đầu gối luôn. Tổng kết chất đẹp, ôm chân, đi khá là thoải mái. Hách chân siêu đỉnh.
Chị Jose Idol tôi có đôi giày đẹp quá các bác ạ. Và tất nhiên tôi lại phải đu idol thôi. Vì là người chơi hạng nghèo nên là tôi đã cố tìm những cái chỗ rẻ đẹp. Đúng là đôi giày chị đẹp tôi đi là nhìn nó cưng xỉu luôn ấy. Mà cảnh báo cho mấy bà lấm nu là đừng có đi nhá. Đôi giày nó ca ba phần thế này đi vào bị đẹp thì lại trách người ta là không bảo sớm. Và tôi là tôi không biết phối đôi này với cái gì đâu nhá các bác. Tại vì giày nó đẹp, nó xinh, nó basic thế này thì mà cái gì nó chả đẹp nó chả xinh hả? Nên là không phải nghĩ ngợi gì đâu. Tại sao đến giờ vẫn có những ông con trai hỏi tại sao con gái mặc được váy ngắn vào mùa đông? Lon, chúng tôi có bí quyết cả mà. Tôi cũng thú thật với mấy ba là tôi múc con bốt đùi này rẻ lắm. Mỗi tội là nó đựng trong cái hộp bé tẹo thôi. Nhìn kiểu dáng thì rất là trẻ trung này là đi không sợ bị già đâu. Đế cao khoảng 3 phân và da thì cũng rất là ổn. Mấy ba đi đôi này mà mặc với mấy bộ tranh xả thì nó đẹp lắm, nhưng mà tôi mặc nó hơi phèn. Thông cảm nhá. Thế tôi hỏi mấy ông nam là trên mặc áo ấm, dưới đi bốt dài này, nó hở có mỗi một tí này thì lạnh kiểu gì hả? Đã mua hơi nhiều giày rồi, nhưng mà tôi biết mọi người thích. Có cần đẹp quá không nhỉ? Nhân vật chính hôm nay là giày, tôi sẽ chọn một cái outfit đơn giản thôi. Nhìn chắc đâu mọi người. Tôi không nghĩ là nó lên form đẹp như thế luôn ấy. Và đây là em bé tiếp theo. Ta-da. Thì nên biết tại sao nó hot rồi mọi người ạ. Tôi chả hiểu sao phải đợi đến tận bây giờ tôi mới mua nhỉ. Chúng ta sẽ đến với đôi tiếp theo. À chà chà, xịn quá. Cái này chắc mấy bạn nữ thích lắm đây này. Xịn quá. Cái phối màu này nhìn cưng thật sự luôn ấy. Hôm nay Panh sẽ unbox cho các bà em boot đang rất hot này đây. Các bà mà thích sự cá tính thì đừng bỏ qua em này nha. Đây là một em boot da mềm cao gót với phần mũi nhọn cực cá tính và phần cổ ôm sát vào chân, rất là thời thượng. Gót nhỏ càng tăng thêm sự trendy. Boot này rất là dễ phối đồ, mặc với quần bò hay chân váy thì đều rất là ổn. Unbox xong là mình quất em này đi chơi để thẩm luôn. U là trời nó đi êm chân, siêu siêu thích. Gót nhọn nhưng mà đi cảm giác rất là nhẹ nhàng và chắc chắn cực kỳ. Có một điểm là khi gập chân phần cổ sẽ hơi nhăn một tí. Không biết các bà như thế nào nhưng mình thì không có vấn đề gì ở điểm này, do da khá là mềm nên không tránh được. Các bà thấy thế nào? Tôi là tôi phải lên quất tiếp một em màu nâu nữa đây. Mai yêu. Tết năm nay mang gì? Phần 1. Chị em nhà mình đang tìm một đôi giày cao gót để mang đi chơi Tết thì không nên bỏ qua chiếc clip này đâu nha. Đầu tiên là một em giày cao gót 7 phân. Em giày có thiết kế mũi nhọn và phần dây xích ở phía trước, trông rất là vintage, đúng gu của mình luôn ấy. Phần đế thì chị em mình yên tâm là không bị trơn nha. Mình có hai điều muốn nói với mọi người ngay lúc này. Một là phần dây gót này đi không bị tụt. Hai là phần mũi giày đi không bị đau ngón chân. Thực sự là mình không có gì để chê luôn ấy. Phong giày mang lên chân đẹp xỉu ngang xỉu dọc. Thứ hai là một em giày bốt mũi nhọn cao 8 phân. Quay gần cho mọi người coi chất da và đường kim mũi chỉ nè. Dây khóa sẽ nằm ở bên hông. Bên trong giày thì sẽ có một lớp nỉ mỏng nha, và đặc biệt là mọi người vò cỡ nào thì nó cũng không bị nhàu bị xước luôn. Phần đế thì không bị trơn nè. Đây có được gọi là siêu phẩm bốt không mọi người? Mang vừa nhẹ vừa êm và không bị đau ngón chân, đúng chuẩn hàng cao cấp luôn, tiền nào của nấy, không có gì để chê hết, tuyệt vời. Một đôi boot da mà chỉ dành riêng cho các bạn có bắp chân nhỏ thôi nha. Còn lý do vì sao tôi lại nói vậy thì phải xem đến cuối video mới biết được nhá. Cảm nhận đầu tiên khi cầm trên tay thì tôi có ngửi thấy mùi da mới. Chất da của em nó thì không quá dày dặn đâu nhưng mà khá là mềm mịn nhá. Giày cao khoảng 5 phân, ở bên trong thì không có lót bông nên mọi người mang mùa hè hay mùa đông cũng được hết á. Bản thân mình thì lại thích đi mấy loại không có khóa kéo này để cho nó tiện ý. Nên mấy bạn chân to phải cân nhắc đó nha. Rất nhiều túi đẹp. Đây là chiếc đầu tiên ạ. Đẹp quá. Xinh không? Cái thứ hai này nó sẽ như thế nào đây? Ui, màu xinh thế. Và đây. Ra ngoài tiếp, bà đi ra ngoài đi. Tiện là có chiếc túi mới, tôi cũng phải sắm ngay cho mình một chiếc ví mới. Đây phải nói là cái ví tôi ưng nhất từ trước tới giờ luôn. Để được rất nhiều tiền nha. Nếu các bạn có nhiều tiền nha. Ok, và đây là em bé cuối cùng. Thật sự cái dáng túi này mặc cái đồ gì tôi cũng thấy hợp ấy. Ưng. Ở clip trước thì đôi bốt này được rất là nhiều chị em quan tâm, nên hôm nay mình sẽ review và đánh giá chi tiết cho chị em xem nha. Shop có tặng một đôi tất làm quà nè. Đây là một em bốt đùi dài qua đầu gối, chất liệu vải da lộn mềm mịn. Ở bên trong thì là một lớp lót lông mỏng mà mình quên quay mất. Ở phần mũi giày thì nó sẽ hơi cứng một chút nha. Yên tâm là đế giày không bị trơn. Mọi người nên chọn những đôi bốt đùi có dây thắt ở trên để tránh trường hợp là mình vừa đi nó vừa bị tụt xuống ấy. Đường kính ở phần đùi là 34 và vòng chân của mình cũng là 34 luôn. Cảm nhận khi mang lên chân thì thấy rất là ấm, dịu đà mà cũng rất là chanh xả nữa. Mình đang mang đúng size chân của mình là 36 thì thấy vừa in. Dây ở phía sau thì mình cột khá là chắc nên là đi không bị tụt. Bạn nào mà vòng đùi lớn hơn 34 thì mình nghĩ là mang sẽ đẹp và ôm chân nhiều hơn nha.
Mình lướt thấy các chị bên Trung đeo túi này xinh quá nên cũng phải tìm bằng được để mua. Có vẻ như năm nay họa tiết caro được mọi người khá là thích. Nếu bạn không muốn một ngày ra đường với một outfit quá đơn giản thì đây chính là điểm nhấn đó nha. Và phần dây của túi được thiết kế cho các bạn có thể thay đổi độ ngắn dài tùy ý. Với kích thước một ngăn vô cùng thoải mái như thế này thì mọi người đã để được đầy đủ các đồ cần thiết rồi nha. Phải nói là một set đồ đen mà đi với em này thì cực kỳ là hợp lý luôn. Mình tin chắc đây sẽ là một thứ mà các bạn đang còn là sinh viên hay đã đi làm rồi thì đều cần luôn nha. Lần nào mình mua hàng thì cũng được tặng kèm thêm một chiếc ví xinh xinh để thẻ hoặc là tiền lẻ. Đúng thật là mình chưa bao giờ thất vọng về chất lượng da ở bên này luôn. Mình thì hay để trong cốp xe máy nên gập thoải mái, các thứ nó vẫn không bị vào nếp. Nói chung thì mình nghĩ là với một chiếc túi có kích thước vừa phải như thế này, chất lượng và kiểu dáng thì đã đều xinh nên chẳng có lý do gì mà mình lại không sở hữu một em đúng không nhở? Ngoài quần áo thì có một món đồ mà Tết năm nào chị em mình cũng phải sắm. Đó chính là giày mới nha. Trời ơi, mở cái hộp ra mà ta nói tất cả ông shipper. Cũng may là em giày không bị sao. Rồi đến cái shop trời đánh nữa, đặt màu trắng và da màu đen. Thế là giày đẹp á chứ không là tới công chuyện nữa. Thiết kế của em giày cao gót thì cực kỳ đơn giản, nhưng mà không hiểu sao nhìn sang lắm luôn ấy. Em nơ này được đính chắc chắn nha, không lo bị rơi đâu. Phần đế được làm nhám không trơn, mình đang mang đúng size chân của mình là 36. Một tip nhỏ để khi mang không bị tuột thì phần dây phải ngắn hơn chiều dài của giày nha. Bây giờ đến cái khúc mang thử nè. Mình thì chưa có em giày nào màu đen cả, nhưng mà không nghĩ là giày màu đen nó lại mang sáng chân vậy luôn á. Mang em giày này nhìn sang chẳng dã man, mang vào thì cũng êm chân lắm luôn. Chỉ có điều là móng chân mình hơi dài nên là mang bị kích ngón cái này. Vì chất liệu da bóng khá cứng nên điều đó cũng không thể tránh khỏi. Nhưng nói chung là vẫn ưng lắm, 1000 điểm. Những đôi giày phù hợp cho các nàng thích style bánh bèo. Đôi đầu tiên. Trời ơi nhìn cưng quá. Lâu lắm rồi tôi mới đi lại bánh kiểu dành thế này luôn á. Và đây là em cao gót đầu tiên của tôi. Đây chính là đôi giày khiến tôi phải cư xử khác đi nhá mọi người. Đây là em bé cuối cùng. Màu này định chân thực sự luôn ý. Mọi người hãy chọn cho tôi xem là tôi hợp với đôi nào nhất nhá. Tiếp tục với chuyên mục giày dép mang Tết. Hôm nay sẽ là đôi giày búp bê siêu xinh này nha. Lần đầu tiên mua giày ở shop quốc tế mà mình thấy shop đóng gói hàng siêu kỹ luôn ấy. Em giày về tới tay mình á thì còn nguyên si từ trong ra ngoài, đỉnh thật sự. Giày được làm bằng chất liệu da lì phối hai tông màu đen và kem rất là đơn giản. Phần dây xích này thì được làm bằng nhựa cũng là điểm nhấn của giày. Giày thì không có chỉ dư, keo dư, form giày thì siêu cứng cáp, lại còn rất là êm nữa chứ. Đế giày được làm bằng cao su không bị trơn. Ngoài ra thì còn hắt thêm 3 cm chiều cao cho chị em mình nữa đó. Chiều dài chân của mình là 2-3 cm. Em giày mình mang đúng size là 36 thì bị kích ngón chân nha. Mình khuyên là chị em mình nên tăng thêm một size chân để mang thoải mái hơn. Em giày xinh lắm luôn á, mang đi chơi Tết hoặc là mang đi học thì đều phù hợp nè. Hay, tầm này lớn rồi mình không thích tặng quà, mình chỉ thích nhiều tiền thôi mọi người ạ. Vấn đề là ông già Noel không tặng tiền cho mình mà mình được tặng như này. Đấy, được tặng hẳn cái túi toy là toy đựng tiền luôn mọi người. Mà đã thế lại còn được tặng tận 2 cái. Hy vọng sang năm kiếm đủ tiền đựng vừa 2 cái túi này. Cái túi tốt này còn tặng kèm cái móc con gấu xinh dã man. Đã thế lại còn có tận 3 cái khóa chứ. Không như cái túi tốt bình thường tôi hay dùng. Để đồ vào đây thì cứ gọi là yên tâm luôn. Cái thứ hai này thì tôi được tặng thêm một cái hình cute để móc vào túi nè. 21 tuổi vẫn đam mê mấy thứ đáng yêu lắm. Không biết đến bao giờ mới chịu xách túi hiệu đây. Bởi vì túi tốt là túi dây nắm thế này. Các bà không nghe nhầm đâu, đây là tiếng đóng mở của một cái túi chỉ 3XX đến từ kinh đô thời trang Sorpe chứ không phải là túi hiệu mấy củ đâu nhá. Đã lâu rồi không review túi sách nhờ, nên hôm nay Panh sẽ cho các bà biết như thế nào là đỉnh cao túi sách đến từ kinh đô thời trang Sorpe. Cả một cái kiện hàng Panh ưng ngay từ cái khâu đóng gói. Ta nói túi Sorpe mà đóng gói cứ như là chặt liên kết ship từ Singapore về. Đến cái đoạn này này là Panh kiểu bị giật mình ý, vì không ngờ cái túi này nó lại cứng cáp, nặng tay và dày dặn đến vậy luôn á. Túi này có dáng vintage phối da lộn rất là xinh, đi kèm là hai sợi dây túi một ngắn một dài mà tôi mê cái dây ngắn dã man ý, quá hợp để phối cùng với đồ đông các bạn. Và chắc chắn sau cái video này Panh sẽ lên hốt thêm vài mẫu khác của shop này vì nó quá là chất lượng. Mãi yêu. Hôm nay thì mọi người hãy cùng mình khui quà Giáng sinh từ từ nha. Đầu tiên là hai món quà đến từ nhà Plorupung. Món quà đầu tiên mà mình muốn unbox cho mọi người xem là một cái móc khóa. Hình như theo mình được biết là đây là quà tặng nhân dịp Giáng sinh. Tức là trong tháng này bất kỳ mấy bà mua sản phẩm nào hình như là cũng được tặng một cái em móc khóa này đó. Sau một hồi suy nghĩ thì mình lựa chọn cái túi này để mình móc cái móc khóa vào. Mình móc ở phía trong cái túi da bên trong ý. Mình về Lâm Đồng cũng mang em túi này về luôn, rộng rãi thoải mái, đựng cực kỳ nhiều đồ luôn ý. Đã vậy còn cực kỳ sang nữa. Đây, mình móc vào trong cái khóa của cái túi trong nè, trong sang chưa? Ngoài ra mình còn được tặng thêm một cái túi mini để mình review sau nha. Đây là ba đôi giày mà mình tin là cô gái nào cũng sẽ thích. Đầu tiên thì sẽ là đôi này. Từ lúc mình làm review thì ai cũng hỏi info cái đôi này của mình. Hỏi info cũng đúng thôi, bởi vì đôi này đã êm chân thì chớ, lại còn phối với outfit nào cũng đẹp. Mình còn mang cả đôi này đi tập thì mọi người cũng hiểu là êm cỡ nào rồi đúng không? Đôi thứ hai này tôi nghĩ các bạn nam cũng sẽ thích luôn. Tính ra mua đôi này đi đôi với người yêu cũng hay. Mình đi màu hồng, bạn trai đi màu xanh, nó lại quá hợp lý luôn. Có mỗi vấn đề cần lưu ý là mua em này thì mua tăng lên một size các bác nhá. Đôi thứ ba thì là đôi mà dạo gần đây tôi đang thích nhất. Ôi, đôi này chính xác là dành cho mấy đứa chân to như tôi rồi. Đi vào cái nhìn tôn chân hơn hẳn. Mà tôi thì được cái đã xinh gái lại còn thêm
thêm cái khoản khó tính nữa. Giày mà không êm, không dễ mặc đồ là không bao giờ tôi mua. Đấy, nói chung là đôi này là tôi chấm 10 điểm rồi đấy. Theo mọi người, mặc áo dài thì nên đeo túi này hay là túi này nhỉ? Mặc áo dài là phải đeo túi này thì mới hợp nè. Chị em chơi hay áo dài mà không có túi có thì đúng là một thiếu sót cực kỳ lớn luôn ấy. Hết clip này thì giỏ hàng của chị em mình tới công chuyện nha. Chất liệu của cả hai em thì được làm bằng sợi lục bình. Khi mở túi hàng ra thì mình thấy có mùi hơi nồng ấy, nhưng mà sau khi để ra ngoài 3 hôm á thì đã hết mùi rồi nè. Em túi này thì có lắp vải và dây rút như thế này nha. Còn đây là em túi bán nguyệt được đính 4 bông hoa cúc họa mi rất là xinh. Ngoài sắc cầm rất là chắc tay. Bên trong thì có lớp lót và dây khóa. Bây giờ thì cầm thử cho chị em xem nè. Em túi nhỏ này cầm lên yêu ghê chưa? Đựng vừa điện thoại nha chị em mình yên tâm. Còn em túi bán nguyệt thì khỏi nói rồi. Siêu phẩm mấy năm nay rồi mình thấy không bao giờ là hết hot. Cầm đi chụp hình thì đúng là nhất cái nách luôn. Cả hai cái thì cái nào cũng xinh, chị em thích cái nào hơn nè?